Em đang chào bán một căn biệt thự rẻ nhất khu đô thị mới Shibu-cha. Căn biệt thự này có diện tích là 638,3 m2 với mặt tiền rộng 29 m và là căn góc. Căn này thì có vị trí đẹp nhất khu đô thị luôn ạ. Căn này nằm trên hai mặt đường đôi, một mặt đường rộng 30 m và một mặt đường Nguyễn Văn Huyên kéo dài rộng 60 m. Căn này thì là biệt thự đơn lập có kiến trúc kiểu dạng lâu đài nên rất là đẹp. Phù hợp với các anh chị mua về để ở hoặc làm văn phòng Thì rất là tuyệt vời luôn ạ Căn này thì nằm ở, ở, cái vị trí trung tâm của khu đô thị mới Shibucha quý anh chị nhé Sổ đỏ thì chính chủ, giá chào bán thì là 200 tỷ có thương lượng Quý anh chị quan tâm thì vui lòng liên hệ với Bất Động Sản Đất Lộc 24 giờ Số hotline là 035 221 Để biết thêm thông tin chi tiết về căn biệt thự nói trên em xin chân thành cảm ơn quý anh chị